Thái độ là tất cả. Anh chị em chúng ta biết rồi, thái độ của một con người nó sẽ quyết định đến thành công của họ. Nhưng cụ thể nó là như nào? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đi cái chủ đề này, rất tuyệt vời này. Chủ đề này chắc chắn là sẽ chủ đề rất là thú vị. Thế thì anh chị em chúng ta biết rồi, ở trong công việc hay là trong cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều những cái yếu tố khác nhau để làm nên thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thử xem, bây giờ chúng ta thử gọi là tìm hiểu thêm cái điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống và trong công việc để giúp cho chúng ta thành công. Cái điều quan trọng nhất mà giúp chúng ta thành công trong công việc và trong cuộc sống đó là cái điều gì, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử lấy cái bảng chữ cái nhé. Bây giờ chúng ta lấy bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Chúng ta quy đổi bảng chữ cái tiếng Anh là A B C D E F. Đấy. Đấy, lấy hết 26 chữ cái tiếng Anh. Chúng ta quy đổi ra thành con số từ 1 đến 26 theo thứ tự đúng từ A B C cho đến là gì ạ? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, cho đến 26. Ok không ạ? Như vậy là gì ạ? Mỗi một con số, mỗi một cái chữ chữ ở bên trên này nó tương ứng với một con số bên dưới. A tương ứng với 1, B tương ứng với 2, C tương ứng với 3, D tương ứng với 4, được không ạ? Rồi. Vậy thì chúng ta thử tưởng tượng này, để mà thành công trong công việc ấy thì chúng ta cần có những cái yếu tố nào? Và chúng ta sẽ quy đổi ra xem nó được là gì ạ? Nó được bao nhiêu điểm, đúng không ạ? Đầu tiên đó là chúng ta có thể là sẽ cần cái sự may mắn, luck, là may mắn. Nếu mà may mắn thì chúng ta sẽ là gì ạ? Cộng 4 cái chữ này với nhau và quy đổi ra số là 12 cộng 21 cộng 3 cộng 11 bằng 47%. Như vậy may mắn nó chỉ chiếm một cái gọi là con số là 47% thôi, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần có tình yêu trong công việc, tình yêu trong cuộc sống là rất quan trọng, đúng không anh chị em? Đấy, như vậy là chúng ta cộng 4 cái con số này vào lớp cộng vào với nhau thì chúng ta chỉ được có 54% thôi. Rồi. Tiếp tục, có phải là tiền bạc không? Tức là để mà thành công ấy thì chúng ta phải nhiều tiền đúng không anh chị em? Nhưng cũng không phải. Tiền bạc, money thì cộng vào với nhau chỉ được 72% thôi, vẫn chưa đạt được gọi là 100%. Leadership tức là lãnh đạo ấy, cũng không phải. Đấy. Trong công việc anh chị em biết là lãnh đạo là một cái yếu tố rất quan trọng để giúp chúng ta thành công đúng không ạ? Nhưng cũng không phải. Leadership rất là nhiều anh chị em thấy không ạ? Là 2 4 6 8 10 chữ, 10 chữ cộng với nhau thì anh chị em thấy không ạ? Cũng chỉ có 89% thôi. Ừ. Rồi hard work tức là sao ạ? Làm việc chăm chỉ. Anh chị em chúng ta biết là gì ạ? Để mà thành công thì chúng ta phải làm việc chăm chỉ, đúng không ạ? Tuy nhiên làm việc chăm chỉ chúng ta thấy không ạ? Là cũng chỉ có 98% rồi, gần đạt rồi nhưng mà vẫn chưa đủ. Knowledge tức là gì ạ? Là kiến thức. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải có nhiều kiến thức, có đúng không ạ? Tuy nhiên thì sao ạ? Kiến thức cũng không đủ, kiến thức chỉ có 96% để giúp chúng ta thành công thôi. Vậy điều gì giúp cho chúng ta có thể đạt được 100% trong cái công việc hay trong cuộc sống của mình? Mọi vấn đề đều có giải pháp, chỉ cần chúng ta có thể thay đổi được gì ạ? Thái độ. Vâng, đúng rồi, chính là thái độ. Anh chị em thấy không ạ? Thái độ là 2 4 6 8, chỉ có 8 chữ thôi, không phải là quá nhiều, nhưng thái độ đã giúp chúng ta gì ạ? Đạt được 100%. Anh chị em thấy không ạ? 100% để mà gì ạ? Để mà trở nên thành công và hạnh phúc ở trong cuộc sống, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống thì chính thái độ của chúng ta sẽ quyết định cuộc sống và công việc của mình, để giúp công việc và cuộc sống của mình đạt được gì ạ? Đạt được cái mức 100%. Ok không ạ? Và thái độ là tất cả, với cái ý nghĩa như vậy, bởi vì nó là 100%, nó là trọn vẹn nhất, đúng không ạ? Và thay thái độ thì bạn có thể thay đổi được cuộc đời. Rất nhiều người
buồn phiền về cuộc sống, rất nhiều người chán nản, rất nhiều người mệt mỏi, rất nhiều người chỉ trích người này người kia, thì tất cả những thứ đó chỉ đơn giản đó là thái độ của chúng ta với cuộc sống mà thôi. Việc của chúng ta đó là thay đổi thái độ của mình để thay đổi cuộc đời. Muốn thay đổi cuộc đời thì cái quan trọng nhất đó là thay đổi thái độ. Ok không ạ? Bây giờ anh chị em chúng ta lấy một cái ví dụ khác, đó là chúng ta nhìn thấy một cái tảng băng trôi ở trên mặt biển, thì xin hỏi anh chị em đó là gì ạ? Anh chị em nhìn thấy bao nhiêu cái phần trăm của cái tảng băng trôi? Theo anh chị em thì cái phần mà anh chị em nhìn thấy á, nó đã phải là 100% chưa ạ? Cái phần anh chị em nhìn thấy của cái tảng băng này, nó có phải là toàn bộ tảng băng không ạ? Anh chị em comment xuống. Theo anh chị em chúng ta sẽ nhìn thấy bao nhiêu phần trăm của tảng băng trôi? À, 30%, 1/3. Rồi, anh chị em comment xuống ạ. Anh chị em chúng ta là gì ạ? Là bật cam lên và comment thường xuyên để luyện tay, nếu không là chúng ta buồn ngủ, chúng ta ngủ mất đấy. Nếu mà chúng ta nằm mà xem, nằm mà nghe là chúng ta ngủ mất đấy. Ok ạ. Rồi, một phần nhỏ, 1/3, 45, 30%, 50%. Nhưng xin thưa với anh chị em lại có một quy luật. Đó là gì ạ? Chỉ có 20% tảng băng trôi nổi trên mặt nước. Còn lại là bao nhiêu ạ? Còn lại là 80% chìm dưới mặt nước. Đây là một quy luật đã được chứng minh và đã được tìm ra của các nhà khoa học trên thế giới. Và cái quy luật này nó cũng đúng với rất nhiều các cái yếu tố khác trong cuộc sống. Nếu anh chị em nào biết về cái cuốn sách 80-20 thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Có rất nhiều những cái ví dụ minh chứng cho thấy rằng 20% thì mang lại 20% nỗ lực có thể mang lại 80% kết quả, và 20% những người giàu có thể chiếm được 80% của cải vật chất của xã hội. Đó. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Những cái mà quyết định cái phần nổi bên trên ấy, cái gì mà quyết định cái phần nổi bên trên ấy chính là cái phần chìm bên dưới này. Đấy. 20% mà chúng ta nổi bên trên có thể là kiến thức, là kỹ năng, là tất cả những cái thứ mà chúng ta rèn luyện, những cái kỹ năng hàng ngày. Ví dụ kỹ năng trong công việc, ví dụ kỹ năng là gì ạ? Bán hàng, kỹ năng marketing, kỹ năng về kế toán. Đó, thì tất cả những kỹ năng, những cái kiến thức đó thì nó chỉ chiếm có 20% thôi anh chị em. Và 80% những thứ mà tạo ra cái tảng băng đó thì nó chính là thái độ. Như vậy rất nhiều anh chị em chúng ta có thể học rộng hiểu cao, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái thái độ mà không có cái sự rèn luyện, không có sự gì ạ? Thay đổi thì có thể cuộc sống chúng ta vẫn cứ gì ạ? Vẫn cứ lao đao, vẫn cứ lận đận. Có rất nhiều người nói rằng là tại sao tôi rất là giỏi mà tôi lại không thành công? Tại sao tôi rất là giỏi mà tôi lại không giàu có? Thì nằm chính ở chỗ này. Bởi vì sao ạ? Đa phần chúng ta tập trung vào cái việc rèn luyện về gì ạ? Về kiến thức, về kỹ năng thôi. Ít khi nào chúng ta rèn luyện về thái độ. Thái độ hay là tư duy của chúng ta, thái độ của chúng ta nó sẽ quyết định được phần lớn cái cuộc đời của mình. Và chúng ta có thể thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi cái thái độ của mình. Đó. Và những gì mà người khác nhìn thấy á, những gì người khác nhìn thấy ở chúng ta ấy, thì nó chỉ có chiếm bao nhiêu? Chiếm 20% thôi. Đó là những cái hành vi, những cái hành động, những cái hành xử mà chúng ta gì ạ? Chúng ta thể hiện ra. Đấy, những cái thứ ở bên ngoài chúng ta ấy, nó là những cái hành vi mà họ nhìn thấy thì nó chỉ chiếm có bao nhiêu ạ? Chiếm có 20% những gì mà thực sự chúng ta là mà thôi. Tức là chúng ta là cái gì? Là một cái con người như nào đó thì những người bên ngoài họ chỉ hiểu được 20% thôi. Còn 80% ấy là họ không nhìn thấy. Nó chính là thái độ. Thái độ chính là cái thứ bên trong của chúng ta. Và cái thứ đó thì người bên ngoài họ không nhìn thấy đâu. Và thái độ nó là cái gì ạ? Thái độ nó chính là gì ạ? Là những thứ giá trị, những thứ niềm tin, là cái động lực ở bên trong của mình. Đó là tiêu chuẩn của mình, là cái gì ạ? Cái standard, là cái tiêu chuẩn của mình, là cái đạo đức của mình.
Đấy. Ví dụ như này, mình nhất định mình không làm những cái điều xấu, mình nhất định mình không làm những cái điều mà thất đức. Đấy, mình không làm những cái điều mà hại cho người khác, thì đấy chính là thái độ, chính là tư duy, chính là cái giá trị của mình. Đó. Và việc của chúng ta đó là không chỉ rèn luyện về những cái kỹ năng, không chỉ rèn luyện về những cái kiến thức, mà việc của chúng ta đó là rèn luyện cái quan trọng nhất, đấy là cái thái độ. Và cái thái độ này nó được gì ạ? Nó được tạo ra trong cái quá trình chúng ta tạo ra cái thói quen của mình. Đấy là lý do tại sao có rất nhiều người mong muốn thành công, nhưng mà khi mà xây dựng cái thói quen của họ ấy, thì họ làm sao ạ? Họ lại không có đủ kiên trì, không có đủ gì ạ? Dũng cảm, không có đủ ý chí. Đó. Điển hình như cái trường hợp là chúng ta gì ạ? Dậy sớm học tập thôi. Nhưng có rất nhiều người bỏ cuộc, không dậy sớm học tập một cách đều đặn được. Đó chỉ là đơn giản, nó là thái độ thôi. Chúng ta hoàn toàn có kỹ năng để đặt đồng hồ, có kỹ năng để dậy, đúng không? Đấy. Chúng ta có những cái hành vi. Đấy. Tuy nhiên, chính những cái thứ ở bên trong, đó là cái tư duy, cái thái độ, cái sự kiên trì, cái ý chí của mình mới quyết định cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại thường ít người rèn luyện cái điều này. Đó. Và những thứ mà chúng ta nói ở bên ngoài ấy, thì thực tế nó chỉ chiếm có bao nhiêu ạ? Ví dụ như là cái ngôn từ, cái nội dung, cái lời nói của chúng ta ấy, nó chỉ chiếm có 7% thôi. Còn sao ạ? Cái body language này, cái body language này cộng với cả cái gì ạ? Cộng với ngữ điệu mà chúng ta nói thì nó chiếm đến bao nhiêu ạ? 93%, đúng không ạ? Thì rõ ràng là những thứ mà chúng ta có thể nói ra ấy, nó rất là ít để mà họ có thể hiểu được. Đấy. Vì vậy, nếu mà chúng ta muốn chia sẻ được tất cả mọi thứ thì chúng ta phải thay đổi cả cái gì ạ? Cái thứ bên trong và cái thứ bên ngoài. Cái thứ bên trong ấy, nó sẽ thể hiện ra bằng cái ngữ điệu, bằng cái body language. Đó. Thế thì nếu mà chúng ta ngồi học tập với một cái tư thế uể oải, đúng không ạ? Thì tức là ở bên trong của chúng ta đang nói rằng là gì ạ? À, tôi không muốn nghe, tôi không thích nghe. Và khi đó thì làm sao ạ? Thì nó sẽ đóng cái não của mình lại. Cái tai của mình vẫn nghe nhưng mình không hiểu gì cả. Cái tai của mình vẫn nghe nhưng mà mình không nhớ gì cả. Đấy. Và với một cái thái độ học tập như vậy thì tự nhiên làm sao ạ? Mình không học được nữa. Và khi mình không học được nữa thì làm sao ạ? Thì bắt đầu là bài giảng nó trôi đi hết. Bài giảng rất là hay nhưng mà nó trôi đi hết. Và cuối cùng chúng ta đưa ra một quyết định sai lầm, đó là gì ạ? Bài giảng không có hay, rồi cái người giảng không có hay. Như vậy là gì ạ? Người giảng thì vẫn vậy, nhưng cái người nghe, cái thái độ của người nghe mới quyết định được chất lượng của bài giảng là có hay hay không. Đúng không anh chị em? Rồi, một số cái thái độ đúng của những người thành công. Những người thành công họ thường có tư duy như thế nào? Họ có suy nghĩ như nào? Cái thái độ của họ như nào? À, có một cái thái độ, có một cái tư duy, đó là tư duy tôi có thể, tư duy tôi có thể làm được, đúng không ạ? Và bạn có thể làm được mọi thứ, nhưng không phải tất cả mọi thứ cùng một lúc. Có rất nhiều người nói rằng tôi không thể làm tất cả mọi thứ, tôi chỉ làm được một thứ thôi. Thì điều này cũng đúng, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Mỗi một thời điểm chúng ta chỉ làm được một thứ mà thôi. Nhưng về lâu về dài, về tổng thể thì bạn có thể làm được mọi việc. Bạn có thể làm được mọi thứ. Quan trọng nhất đó là chúng ta không làm tất cả những thứ đó cùng một lúc. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Tập trung mỗi một thời điểm tập trung vào một thứ mà thôi. Ok không ạ? Bạn cũng có thể làm mọi thứ nếu mà nó đủ quan trọng đối với bạn, nếu nó đủ quan trọng để bạn gì ạ, để bạn nỗ lực để bạn làm, nếu nó đủ quan trọng để bạn gì ạ, để bạn tập trung, nếu nó đủ quan trọng để bạn ưu tiên. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì có rất nhiều cái thứ mà chúng ta cần phải làm, là gia đình này, rồi công việc này, rồi bản thân của chúng ta này, rồi học tập này, rồi tập thể dục này. Đấy, rồi xây dựng các mối quan hệ này, kiếm tiền này, đó. Rồi rất nhiều những cái yếu tố khác để chúng ta phải tạo ra một cái cuộc đời của mình. Tuy nhiên, chúng ta ưu tiên cái điều gì?
lớn hơn thì điều đó chúng ta sẽ tập trung hơn. Đó. Và chúng ta có thể làm được mọi thứ, quan trọng những cái thứ đó là những thứ gì ạ? Có cần thiết và có đủ quan trọng với bạn hay không mà thôi. Bạn có thể làm được mọi thứ nhưng bạn có thể không giỏi được tất cả mọi thứ. Bạn có thể vừa là đầu bếp vào bếp nấu nướng cho gia đình, bạn có thể vừa là cái người mà lãnh đạo để lãnh đạo công ty, bạn vừa có thể là cái người mà gì ạ là kỹ sư để mà gì ạ để mà tham gia vào quá trình mà điều khiển hoặc là nghiên cứu những cái máy móc. Bạn cũng có thể là những cái vị trí rất là khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ không giỏi tất cả mọi thứ. Bạn có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng bạn có thể không thể giỏi tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Đấy. Có những người cái gì cũng biết, nhưng thường lại không giỏi một cái gì cả. Không giỏi nổi bật cái gì cả. Có những người thì không giỏi tất cả mọi thứ, nhưng mà họ lại có những thứ rất giỏi. Đúng không ạ? Thì ở đây đó là một cái tư duy để mà bạn có thể làm được mọi thứ, nhưng bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không giỏi tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Bạn có thể làm mọi thứ nhưng vẫn có những cái hạn chế dành cho bạn. À, đúng rồi, bạn có làm được mọi thứ nhưng tất cả những thứ đó bạn có thể làm được đầy đủ, làm được hoàn hảo, làm được tốt nhất hay không? Thì cái này không chắc, đúng không ạ? Vẫn có những cái hạn chế ở trong những cái công việc mà bạn làm. Vì vậy, khi mà chúng ta làm được nhiều thứ ấy, thì bao giờ cũng thế, nó sẽ có những cái hạn chế ở những chỗ mà chúng ta làm. Ví dụ như này, khi mà chúng ta làm đầu bếp thì chúng ta cũng sẽ chỉ hạn chế làm được số cái món này thôi, chúng ta không thể làm được tất cả các món, đúng không ạ? Đấy, thì mọi thứ ở đây nó mang tính chất là gì ạ? Nó mang tính chất tương đối dành cho mỗi một người. Chúng ta đối với chúng ta là gì ạ? Chúng ta làm được đồ Âu, làm được đồ Á, làm được món ăn truyền thống, làm được món ăn hiện đại, làm được những cái đồ hải sản, cái đồ thịt bò, thịt lợn, thịt gà, làm được cá, làm được rau, làm được đồ rừng, làm được đồ biển. Đấy. Thì chúng ta làm được rất nhiều thứ, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có những cái giới hạn, vẫn có những thứ mà chúng ta gì ạ? Chúng ta làm nhưng mà nó không tốt. Đúng không ạ? Đấy. Vì vậy, đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta rất là giỏi, nhưng vẫn có những cái hạn chế, vẫn có những thứ mà chúng ta không giỏi. Vì vậy, chúng ta luôn luôn là gì ạ? Khiêm tốn, học hỏi và gì ạ? Và lắng nghe người khác, đúng không ạ? Bạn cũng có thể làm được mọi thứ, nhưng bạn cần đến sự trợ giúp. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải lắng nghe, phải khiêm tốn. Bởi vì nếu bạn muốn làm được mọi thứ thì bạn không thể làm tất cả mọi thứ một mình. Bạn không thể làm tất cả mọi thứ mà không cần đến sự trợ giúp. Vì vậy, sự trợ giúp rất quan trọng. Sự trợ giúp trong cái việc học tập, trong việc kiến thức. Thay vì chúng ta ngồi, chúng ta đọc hết tất cả những cuốn sách, thì chúng ta có thể vào Zoom để cùng nhau để đọc sách. Chúng ta có thể vào Zoom để cùng nhau để gì ạ? Để nghiên cứu, để chia sẻ những cái giá trị mà chúng ta cùng gì ạ? Cùng hướng tới. Đúng không ạ? Thì đấy chính là cái thứ mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết. Bởi vì đây là cái thái độ đúng của những cái người thành công. Những người thành công họ luôn nói rằng tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được. Tuy nhiên, tôi cần sự trợ giúp. Bao nhiêu anh chị em chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được mọi thứ, làm được nhiều thứ. Đấy, nhưng chúng ta cần đến sự trợ giúp. Thì hãy comment xuống là gì ạ? À, tôi cần đến sự trợ giúp. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta comment thêm một cái câu nữa, đó là tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi có thể. Đầu tiên mình phải có cái niềm tin đã, mình có niềm tin mình có thể đã, thì sau đó thì mình bắt đầu mình làm được. Đấy. Và khi mà mình làm được nhiều thứ ấy, thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ giúp chúng ta có thể là gì ạ? Là có cơ hội để làm được, đúng không ạ? Ok. Rồi, tiếp theo nhé. Những suy nghĩ tích cực là nguyên nhân của những kết quả tích cực. À, ở đây chúng ta ai cũng muốn
Ở đây chúng ta ai cũng muốn có những cái kết quả tích cực, đúng không ạ? Cái kết quả tích cực là kết quả gì ạ? Kết quả tích cực là những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Cái kết quả tiêu cực là kết quả mà chúng ta không mong muốn. Thế thì cái điều gì dẫn đến cái kết quả tích cực? Cái gì là nguyên nhân của kết quả tích cực? Thì đó chính là gì ạ? Đó chính là những suy nghĩ tích cực. Thì suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tiêu cực nó khác nhau như thế nào ạ? Nó chỉ đơn giản như này thôi. Suy nghĩ tích cực là tất cả những suy nghĩ của chúng ta mà giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu, cái ước mơ, cái khát khao, cái hoài bão, cái sứ mệnh của mình. Thì đấy là những thứ tích cực. Cái gì mà giúp chúng ta đạt được cái giấc mơ của mình thì đó là gì ạ? Đó là suy nghĩ tích cực. Và kết quả tích cực chính là cái kết quả mà giúp chúng ta đi gần đến cái mục tiêu, đến cái ước mơ của mình hơn. Đúng không ạ? Còn suy nghĩ tiêu cực đó là cái thứ suy nghĩ mà không giúp chúng ta để đạt được cái mục tiêu, cái ước mơ của mình. Và kết quả tiêu cực đó là gì ạ? Cái kết quả khiến cho chúng ta đi xa hơn. Ví dụ như này, chúng ta cần đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, nhưng chúng ta lại nhảy lên cái xe đi về Lạng Sơn. Như vậy là gì ạ? Chúng ta càng đi thì càng xa so với mục tiêu của mình. Ví dụ, chúng ta mong muốn để trở nên thành công, trở nên giàu có. Chúng ta mong muốn được nhiều người yêu mến, mong muốn được tự do, mong muốn được gì ạ? Hạnh phúc, mong muốn được vui vẻ, mong muốn được gì ạ? Được giỏi hơn. Nhưng chúng ta lại gì ạ? Lại lười biếng, lại không chịu học tập, không chịu cố gắng, không chịu nỗ lực, không chịu hành động. Thì chúng ta đang nhảy lên một chiếc xe mà càng ngày nó càng đi xa rời hơn cái mục tiêu của mình. Có đúng không ạ? Và khi đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái kết quả là gì ạ? Kết quả tiêu cực. Đó. Thì để mà thay đổi được cái kết quả, việc đầu tiên chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Chúng ta kiểm tra xem cái suy nghĩ của mình có cái chỗ nào đó mà nó không dẫn chúng ta đến thành công hay không. Không dẫn đến, không giúp chúng ta có thể đi đến cái mục tiêu của mình hay không. Nếu như mà chúng ta có những suy nghĩ như vậy thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy thay đổi nó, đúng không ạ? Và nếu như bạn không thích cái điều đó thì hãy thay đổi nó. Nếu như bạn có một cái tư duy, có những cái suy nghĩ mà mình cảm thấy là không thích thì hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó thì hãy gì ạ? Thay đổi thái độ của bạn. Đừng phàn nàn. Có rất nhiều người phàn nàn vì thời tiết. Sao trời là lạnh thế nhỉ? Giá kể mà trời nó ấm áp hơn thì làm sao? Đấy. Có những người thì lại bảo là chứ. Sao trời lại nóng thế nhỉ? Giá kể mà mát hơn thì làm sao? Thì thực tế là như này. Nếu mà chúng ta có thể thay đổi nó thì hãy thay đổi đi. Còn nếu mà không thể thay đổi nó, thời tiết chúng ta đâu thay đổi được, đúng không ạ? Thì hãy thay đổi thái độ của chúng ta. Hãy đón nhận nó. À, thời tiết lạnh hơn, đây là cơ hội để chúng ta gì ạ? Mặc những bộ áo súng xính mùa đông. Đấy. Và mùa đông thì anh chị em thấy là có rất nhiều những cái bộ váy áo mà giúp chúng ta có những cái hình ảnh mới, có những cái sự mới mẻ, có sự độc đáo, đúng không ạ? Thay vì chúng ta phàn nàn về điều đó thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy tận hưởng nó. Đấy. Thay đổi thái độ đó là hãy cảm ơn vì thời tiết đã thay đổi, giúp chúng ta có thể có những cái sự thăng trầm trong cảm xúc, giúp chúng ta có những cái cảm xúc khác nhau, đúng không ạ? Đấy, thay vì là phàn nàn với nó thì hãy cảm ơn, hãy biết ơn những cái gì xảy ra xung quanh mình. Nếu mà chúng ta đang không thích công việc của mình, hãy thay đổi. Nếu chúng ta đang không thích cái người mà chúng ta đang gì ạ, đang nói chuyện, hãy thay đổi. Nếu mà chúng ta không thích những cái người đồng nghiệp của mình, hãy thay đổi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không thích những cái tính cách, những cái thái độ nào đó của mình, những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái thói quen nào đó của mình, hãy thay đổi nó đi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không thể thay đổi được nó thì hãy gì ạ? Hãy thay đổi thái độ của mình. Đừng có phàn nàn nữa. Ok không anh chị em? Nhá. Rồi, tiếp theo. Thái độ đúng thì sẽ tạo ra những cái gì ạ? Hành động đúng. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Để đi đến thành công của chúng ta ấy, thì mỗi ngày chúng ta phải tiến đến thành công một chút. Giống như là chúng ta đi bộ ấy.
Chúng ta đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn, anh chị em tưởng tượng không? Cái cuộc hành trình đó nó rất là dài, rất là gian nan, rất là gì ạ, mệt mỏi, rất là gì ạ, phải cố gắng. Và nếu như mà chúng ta không có những cái hành động đúng ấy, thì chúng ta sẽ dạ, bị tụt lùi. Bây giờ chúng ta tưởng tượng như này, nếu mà chúng ta hành động đúng một một lần ấy, thì chúng ta sẽ bước về phía trước một bước. Hành động đúng hai lần ấy, thì sẽ bước vào phía trước hai bước. Nhưng nếu mà chúng ta hành động sai một lần ấy, thì chúng ta sẽ lùi lại phía sau một bước. Đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta cứ gì ạ, hành động đúng, hành động sai, hành động đúng, hành động đúng, hành động sai, như vậy là gì ạ? Chúng ta cứ tiến về phía trước một bước, lùi lại lại lùi về phía sau một bước vì là cái hành động sai. Đó là chúng ta tiến về hai bước lại lùi về một bước, thì là cuối cùng là gì ạ? Là chúng ta tiến được có một bước thôi. Tưởng là đi ba bước nhưng thực ra là đi có một bước thôi. Đấy là lý do tại sao có rất nhiều anh chị em đã kiếm được tiền rồi, sau đó là gì ạ? Sau đó lại về âm, tức là lại hết. Đấy, rất nhiều người bản thân Huy thế. Có rất nhiều lần là gì ạ? Là kiếm được tiền rồi, sau này gì ạ? Lại lùi về không, thậm chí là lùi về âm. Có đúng không ạ? Tức là mình ra quyết định đúng thì mình có tiền, ra quyết định sai thì mình mất tiền. Thế thì cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta liên tục ra những quyết định đúng? Liên tục ra những quyết định đúng. Cái số lượng quyết định đúng nhiều hơn so với số quyết định gì ạ? Sai. Và nó phải nhiều hơn gì ạ? Rất nhiều lần, nó phải nhiều hơn gấp 5 lần, gấp 10 lần. Thì như vậy làm sao ạ? Chúng ta bước về phía trước 9, 10 bước mới lùi về một bước. Như vậy là chúng ta gì ạ? Bước được bao nhiêu ạ? À, bước được 8 bước. Đúng ạ? Bước được 9 bước à? Bước thứ 10 thì đáng ra nó tiến về phía trước là 10 bước, nhưng mà lùi về sau thì chúng ta bước được 8 bước. Đấy. Như vậy là phải bước 10 bước mới được phép lùi một bước. Và để mà chúng ta bước được nhiều bước đúng, tức là chúng ta có hành động đúng, thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải có những cái tư duy, có cái thái độ đúng. Đấy là lý do tại sao mà thái độ mới tạo nên tất cả, chứ không phải là kỹ năng, không phải kiến thức. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Và sự thay đổi có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, đó là gì ạ? Đó là thay đổi thái độ của mình. Đấy. Khi mà chúng ta thay đổi thái độ ấy, thì cuộc đời chúng ta thay đổi. Chứ không phải là thay đổi kỹ năng, chứ không phải thay đổi kiến thức. Anh chị em thấy rằng là gì ạ? Có rất nhiều người học rất là nhiều, nhưng cuộc đời của chúng ta vẫn không thay đổi. Anh chị em có thấy điều này không ạ? À, có rất nhiều người bảo, ủa tôi học nhiều lắm rồi nhưng mà tôi chẳng thấy sự thay đổi gì cả. Đấy. Thì bởi vì làm sao ạ? Bởi vì cái tư duy, bởi vì thái độ của họ không thay đổi. Họ học nhưng họ không áp dụng những cái thứ mà họ học vào trong cuộc sống. Ví dụ ngày hôm nay chẳng hạn. Ngày hôm nay chúng ta cũng học về thái độ. Chúng ta cũng nghe đấy. Nhưng mà làm sao ạ? Thứ nhất, chúng ta gì ạ? Tắt cam, nằm, ngủ. Cái thứ hai, chúng ta nghe nhưng mà gì ạ, chúng ta không áp dụng cái điều này vào trong cuộc sống của mình, dẫn đến là gì ạ, là chúng ta không thay đổi được cái gốc rễ. Gốc rễ ở đây nó chính là thái độ, đúng không ạ? Và cái thay đổi ý nghĩa nhất, cái quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, đó là thay đổi được cái thái độ của mình, giúp cho mình có một cái thái độ đúng hơn. Và khi chúng ta có thái độ đúng hơn ấy, thì chúng ta sẽ có những cái hành động đúng hơn, ok không ạ? Đấy. Và đó là cái điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Và nếu mà bạn thực sự muốn hạnh phúc thì không ai có thể ngăn cản bạn. Nếu mà chúng ta có thể, nếu mà bạn thực sự mong muốn cái điều gì đó thì không ai có thể ngăn cản bạn, trừ duy nhất một người. Đó là ai ạ? Duy nhất một người sẽ ngăn cản bạn, không khiến cho bạn đi đến hạnh phúc. Không phải là bố mẹ của chúng ta, không phải là vợ, không phải là chồng của chúng ta, cũng không phải là con của chúng ta, cũng không phải là những người anh em họ hàng nội ngoại chúng ta, cũng không phải là những người đồng nghiệp, cũng không phải sếp của chúng ta, cũng không phải nhân viên của chúng ta, cũng không phải hàng xóm của chúng ta, cũng không phải là những người cùng lớp của chúng ta. Chỉ có một người duy nhất ngăn cản bạn. Đó chính là gì ạ? Đó chính là bản thân mình. Đó chính là tôi. Chính là tôi ngăn cản tôi đi đến thành công và hạnh phúc. Có đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta đã thực sự mong muốn cái điều đó thì không ai có thể ngăn cản nữa. Nếu mà tôi đã loại bỏ đi cái gì ạ? Cái yếu tố về rào cản với cái tư duy của mình. Cái tư duy của tôi đó là gì ạ? Tôi nghèo lắm, chắc tôi không giàu được đâu. Thì đấy là gì ạ? Chính mình tự giới hạn bản thân mình, chính mình đã ngăn cản cái bản thân mình. Hoặc là gì ạ?
tôi không xứng đáng để trở nên hạnh phúc. Đấy là một cái tư duy, đấy là một cái suy nghĩ sai lầm và khiến cho chúng ta gì ạ, không đạt được cái điều đó. Nếu bạn muốn điều gì đó, hãy nói to lên cái thứ điều bạn muốn. Hãy thể hiện ra những cái điều bạn muốn. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy nói cho mọi người biết rằng là gì ạ, tôi muốn hạnh phúc. Nếu bạn muốn thành công thì hãy nói cho mọi người biết rằng là gì ạ, tôi muốn thành công. Và đôi khi chúng ta nói không phải bằng lời, bởi vì nói bằng lời nó chỉ chiếm có 7% thôi. Chúng ta phải nói bằng gì ạ? Nói bằng hành động. Chúng ta phải cho mọi người thấy rằng là tôi muốn hạnh phúc. Và cho mọi người thấy rằng là gì ạ? Tôi hạnh phúc. Cho mọi người thấy rằng là gì ạ? Tôi muốn thành công. Và quan trọng nhất là cho mọi người thấy rằng là tôi thành công. Không phải tôi muốn nữa, mà tôi thành công. Đúng không ạ? Tôi thành công. Tôi thành công ấy trước khi mà tôi thực sự thành công. Được nhỉ? Đó. Cho nên thực sự muốn thì không ai có thể ngăn cản bạn. Ok không ạ? Tiếp theo, khi chúng ta nhìn một ly nước ấy, thì có cái ly nước đó chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ly nước đó nó đầy một nửa, hoặc ly nước đó vơi một nửa. Nó tùy thuộc vào thái độ của cái người nhìn cái ly nước đó. Rất nhiều người khi mà đánh giá một con người, nhìn vào một con người ấy, thì họ sẽ nhìn vào những cái điểm xấu của người ta. Ví dụ như là rất nhiều người khi mà nghe một diễn giả nào đó nói, thì ngay lập tức nó bảo là ông này lại chém gió. Tức là gì ạ? Họ lại nhìn thấy cái điểm xấu của người khác. Thì có một cái bí mật như này thưa anh chị em ạ. Đó là nếu mà chúng ta ấy, nhìn thấy điểm xấu nào ấy của người khác ấy, thì bởi vì sao ạ? Bởi vì chính bên trong của chúng ta có cái điểm xấu đó. Chúng ta có cái điểm xấu nào ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy điểm xấu của người ta. Cái người mà tích cực, cái người mà có tư duy tích cực, có suy nghĩ tích cực ấy, thì họ sẽ nhìn thấy những cái gì ạ? Những cái điểm tốt của họ. Họ nhìn thấy cái điểm tốt của người khác. Thì giống như cái câu chuyện ly nước ấy. Cái người ta mà gì ạ? Cái người mà trống rỗng, cái người mà gì ạ? Mà tiêu cực, họ chỉ nhìn thấy cái ly nước này nó mất một nửa rồi. Những cái người mà tích cực thì họ nhìn thấy ly nước này còn đầy một nửa. Đúng không ạ? Nghe thì có vẻ nó không khác nhau mấy, nhưng thực ra ấy, nó khác nhau ở cái tư duy. Cái người mà nhìn thấy những cái điểm xấu của người khác ấy, thì nghe thì nó cũng hợp lý mà. Vơi một nửa cũng hợp lý mà. Nhìn thấy cái điểm xấu của người khác nó cũng đúng mà. Bảo là tại sao mày cứ nhìn thấy điểm xấu của người khác vậy? Bảo là tao nói sự thật mà, tao nói đúng mà, tao nói sai đâu. Và họ gì ạ? Họ cãi rất hăng luôn. Họ cãi rất là nhiệt tình luôn. Đúng không ạ? Và họ bảo vệ quan điểm của họ. Và quan điểm của họ có đúng không ạ? Đúng. Quan điểm của họ hoàn toàn đúng. Có mỗi tội là sao ạ? Họ sẽ bị mất kết nối với những cái người đó. Họ bị mất kết nối với những người xung quanh. Và quan trọng hơn ấy, họ không học được cái điều gì cả. Có nhiều người bảo chứ, cái thằng cha này gọi là chém gió, chưa làm được cái trò trống gì cả mà đứng lên làm thầy, dạy mọi người như thế kia, ví dụ như vậy. Thì cuối cùng là gì ạ? Thì cái người đấy họ dạy, họ làm nên trò trống gì, họ thành công hay không, thực ra mình cũng không biết. Mình chỉ nhìn được cái phần nổi của tảng băng thôi. Mình không nhìn được phần chìm. Mà bắt đầu mình đánh giá dựa trên cái phần nổi đó, thì mình sao ạ? Mình sai lầm rồi. Đúng không ạ? Mình đánh giá là gì ạ? Cái tảng băng đấy, nó diện tích nó là gì ạ? Là 10 mét vuông, ví dụ thế. Thì mình chỉ đánh giá được cái phần nổi thôi. Mình không nhìn được cái phần chìm. Và mình bị đánh giá sai lầm. Và đánh giá sai lầm thì dẫn đến những cái hành động sai lầm. Và quan trọng hơn ấy, đó là mình không học được cái điều gì để thay đổi bản thân mình. Khi mà mình đi học ấy, mình cứ để ý xem là ông thầy đấy ông dạy ấy, thì ông có làm được không? Thực tế là gì ạ? Cũng chẳng quan trọng. Bởi vì sao ạ? Ông làm hay không làm được thì cuộc đời ông ấy là thay đổi cuộc đời ông thôi. Chứ còn cuộc đời của mình nó vẫn thế. Đúng không ạ? Cái quan trọng nhất khi mà chúng ta đi học là để thay đổi cuộc đời của mình. Chứ còn cuộc đời của người khác thì mình sao thay đổi được? Đúng không ạ? Có một người duy nhất có thể thay đổi cuộc đời của mình chính là bản thân mình thôi. Vì vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta tham gia vào học ấy,
thì chúng ta hãy học cái điều gì đó để tập trung vào thay đổi cuộc đời của mình. Còn những người khác họ cùng học, có những người khác họ gì ạ? Họ không dạy học. Có rất nhiều người bảo chứ, tự nhiên đợt này thấy mọi người không học, thôi em cũng không học nữa. Ông phải vô lý nhỉ, hay nhỉ? Người ta không học kệ mẹ người ta liên quan gì mình. Đúng không anh chị em? Người ta không học cuộc đời của họ sẽ không không thay đổi. Còn việc của mình quan tâm đến gì ạ? Đến cuộc đời của mình thì mình dạy mình học chưa? Tại sao lại sẽ liên quan đến đến cái việc mà người ta không học? Ok không anh chị em? Cái quan điểm này của chúng ta rất đơn giản, đó là gì ạ? Kameno. Kameno. Kameno tức là kệ mẹ nó. Đúng không ạ? Kệ mẹ. Thằng nào không học kệ mẹ nó. Còn thằng nào học thì cứ học. Đúng không ạ? Mình học mình cứ học thôi, còn thằng nào không học kệ nó. Mình lo làm sao được cho hết thiên hạ. Mình chưa đủ giỏi đến mức đấy. Bản thân mình còn chưa lo xong. Mình chưa lo được cho ai hết. Đúng không ạ? Cái việc đầu tiên nó mình lo cho bản thân mình nào. Mình xem là mình có thể học thêm được cái điều gì, mình có thể thay đổi được cái điều gì để cuộc sống mình tốt hơn. Đúng không ạ? Đấy là điều tuyệt vời nhất. Và anh chị em nhớ rằng luôn có cách tốt hơn cho mọi việc. Cho nên việc của chúng ta nó là gì ạ? Hãy tìm kiếm nó đi. Hãy tìm nó. Kiểu gì nó có những cái giải pháp đơn giản cho những cái vấn đề phức tạp. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy tìm ra những cái giải pháp đó. Luôn luôn có cách tốt hơn. Ngày hôm nay chúng ta làm tốt nhất rồi, nhưng lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn. Luôn luôn có cách tốt hơn. Đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có niềm tin này thì chúng ta sẽ không sợ hãi. Chúng ta sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tiếp tục tìm kiếm. Đúng không ạ? Tiếp tục tìm ra những cái giải pháp tốt hơn. Và khi mà chúng ta tìm được nhiều cái giải pháp tốt hơn để phục vụ cho khách hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Đúng không ạ? Đó. Luôn có cách tốt hơn để làm mọi việc. Không có gì là không làm được hết. Và cái thái độ ấy, thái độ tích cực nó không phải là đích đến. Thái độ tích cực nó không phải là đích đến. Chúng ta hướng đến một thái độ tích cực, đó là thái độ là gì ạ? Chỉ nhìn thấy những cái thứ tích cực thôi, không nhìn thấy những thứ tiêu cực. Rồi sao? Rồi sao? Chúng ta đến đích rồi thì sao? Thông thường anh chị em thấy chúng ta đến đích rồi thì sao? Đến đích thì chúng ta gì ạ? Chúng ta dừng lại đúng không? Đến đích thì chúng ta dừng lại chứ. Như vậy là đủ rồi. Nhưng xin thưa với anh chị em rằng là gì ạ? Nó không đủ. Thái độ tích cực nó không phải là đích đến. Nó là gì ạ? Nó là con đường. Nó chính là con đường mà chúng ta đi. Như vậy là gì ạ? Mỗi một ngày chúng ta đi cái con đường đó, chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải bổ sung, chúng ta phải gì ạ? Phải thêm vào trong cái con đường đó những cái bông hoa, những cái cây, những cái chỉ dẫn, những cái đánh dấu. Và cái thái độ tích cực chính là cái con đường để giúp chúng ta đi đến cái mục tiêu, cái đích đến xa của chúng ta. Như vậy, chúng ta không tập trung để mà chỉ xây dựng thái độ tôi có thái độ tích cực rồi, xong, ok. Không phải. Thái độ tích cực nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến những cái hành động tích cực, và hành động tích cực sẽ dẫn chúng ta đến kết quả tích cực, và kết quả tích cực lại quay trở lại cho chúng ta thêm những cái niềm tin rằng tôi có thể làm được. Cái kết quả mà chúng ta đạt được ấy, nó nói rằng là bạn có thể làm được, cho nên hãy làm tiếp đi. Và thái độ tích cực nó phải duy trì ở trong một thời gian dài. Tức là gì ạ? Trong suốt cái con đường mà chúng ta đi từ Hà Nội đến gì ạ? Đến Sài Gòn. Thì cái thái độ tích cực giúp chúng ta đi đến Sài Gòn. Chứ không không phải là thái độ tích cực là gì ạ? Là ở Sài Gòn, tức đến được Sài Gòn, tức là chúng ta gì ạ? Là đến được với thái độ tích cực, không phải. Như vậy là chúng ta phải liên tục rèn luyện. Là con đường. Như vậy là khi nào thì hết con đường này ạ? Khi mà chúng ta dừng lại, khi mà chúng ta gì ạ? Chết đi. Chỉ khi nào chúng ta chết thì lúc đó thì mới hết, mới dừng lại mà thôi. Còn nếu mà chúng ta còn sống, còn tiếp tục cống hiến, còn tiếp tục làm việc, còn tiếp tục đi tiếp được
thì khi đó tiếp tục phải vẫn tiếp tục học tập. Người ta gọi là học tập trọn đời, đúng không ạ? Vẫn tiếp tục học tập, vẫn tiếp tục bổ sung vào trong cái gì ạ? Trong cái kho, cái kiến thức và kỹ năng cũng như là thái độ của mình. Và sự khác biệt lớn nhất của một người thành công và một người không thành công đó không phải đó là thiếu kiến thức, mà là gì ạ? Mà thiếu ý chí. Thiếu ý chí. Những cái người mà chúng ta học tập thì đúng rồi, nhưng mà cái ý chí để mà chúng ta dũng cảm, chúng ta ra được khỏi cái giường của mình để mà chúng ta dạy, chúng ta học, thì đấy mới thể hiện là một con người thành công, chứ không phải là kiến thức. À, kiến thức chúng ta có thể học vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Có rất nhiều người bảo chứ tại sao lại học sớm thế, tại sao không học vào lúc 9 giờ sáng, tại sao không học vào lúc 2 giờ chiều, tại sao không học vào lúc 8 giờ tối? Học lúc đấy có phải là gì ạ? Đông người học không hơn không? À, học lúc 5 giờ sáng chứ không phải là dạy anh chị em học kiến thức. Bởi vì kiến thức nó chỉ chiếm có 20% thôi. Học lúc 5 giờ sáng ấy, đấy là gì ạ? Đấy là dạy chúng ta rèn luyện cái ý chí của mình. Cho chúng ta một cái cơ hội, một cái môi trường để chúng ta rèn luyện cái sự ý chí của mình, cái sự kiên cường, cái sự gì ạ? Cái sự kiên trì của mình. Chứ không phải là kiến thức. Kiến thức thì chúng ta có rất nhiều nơi để chúng ta học, rất nhiều cách để chúng ta học, rất là nhiều người để chúng ta học. Đúng không ạ? Nhưng mà dậy sớm để chúng ta gì ạ? Rèn luyện cái thói quen của bản thân mình. Thì đấy mới là thứ mà chúng ta gì ạ? Đi đến thành công. Chứ không phải là kiến thức đâu anh chị em. Kiến thức thì rất nhiều người giỏi về mặt kiến thức. Ở trong phòng Zoom này Huy tin rằng, Huy biết rằng có rất nhiều người giỏi hơn Huy. Giỏi hơn Huy nhiều lắm. Nhưng quan trọng nhất là thái độ, là ý chí. Chứ không phải là gì ạ? Chứ không phải là kiến thức đâu anh chị em. Đúng không ạ? Đó. Và một trong những cái sai lầm lớn nhất của chúng ta đó là gì ạ? Cố gắng không mắc sai lầm. Mình sợ sai, cho nên mình cố gắng mình không làm cái điều gì đó nó đỡ sai. Ví dụ như này. Có một cô gái đã từng yêu say đắm, nhưng sau đó anh bị chàng trai phụ bạc. Và sau đó cô sợ rằng cô sẽ mắc sai lầm lần thứ hai, lần tiếp theo, cho nên cô ấy nghĩ rằng là tốt nhất là không yêu nữa. Không yêu nữa thì đỡ mắc sai lầm, đúng không ạ? Thì đấy là một cái suy nghĩ của những cái cô gái khi mà đã mắc sai lầm trong tình yêu, tức là mình chọn sai người. Thì khi mà mình chọn sai người đấy là lỗi của mình đã là cái người mà có lỗi khi mình chọn cái người mà không tốt. Cái thứ hai nữa là chính mình là cái người yêu một cách mù quáng. Mình yêu mà mình không có gì ạ? Mình không có trí tuệ, mình không có những cái tư duy đúng, dẫn đến là gì ạ? Là họ coi thường mình và họ bỏ đi. Họ bỏ đi bởi vì bản thân mình đã kém cỏi. Cho nên việc của mình đó là gì ạ? Thay vì mình cố gắng tránh cái sai lầm đó thì mình hãy đối diện với nó. Mình hãy dũng cảm đối diện với nó. À, tôi vẫn tiếp tục yêu nữa, nhưng lần này tôi sẽ yêu với một cái gì ạ? Cái sự lý trí hơn. Tôi yêu với một cái gì ạ? Với một cái kiến thức gọi là tốt hơn, với một cái trải nghiệm tốt hơn. Và tôi sẽ cẩn thận hơn, không để cho cái người mà họ có cơ hội để họ lợi dụng chúng ta nữa. Bởi vì trong cuộc sống ấy, anh chị em biết là gì ạ? Có 20% những cái người tốt mà kể cả có cơ hội thì họ cũng không làm điều xấu. Ví dụ như này, có những cái người ấy, kể cả nhìn thấy người khác mà hớ hênh, nhìn thấy người khác mà để tiền ra ngoài thì họ cũng sao ạ? Họ cũng không lấy, họ nhắc nhở là à, để tiền cẩn thận không là gì ạ? Mất đấy. Đấy, kiểu kiểu vậy. Hoặc là họ gì ạ? Họ nhìn thấy nhưng họ để nguyên đấy, họ không đụng vào. Có 20% những người ấy là kể cả nó giấu kín đến mấy ấy, cũng tìm cách là gì ạ? Móc nó ra. Đúng không ạ? Đấy là 20% những người xấu. Còn 60% những người ở giữa ấy, nó là những người là gì ạ? Có cơ hội thì xấu, tức là tiện tay thì gì ạ? Thì lấy. Tự nhiên đi ở ngoài đường thấy là gì ạ? Đi mình uống cà phê chẳng hạn, thì thấy ở bàn bên cạnh có cục tiền,
có cục tiền, sấp tiền 500 nghìn này, khoảng độ tầm 50 triệu gì đó, mà không nhìn thấy ai ở đấy cả, thì làm sao ạ? Mình nhanh tay mình nhét vào túi, đúng không ạ? Tức là có cơ hội thì mình làm điều xấu, còn không cơ hội thôi, là có nhìn thấy tập tiền đấy nhưng mà có người ngồi đấy thì thôi. Nhìn thấy tập tiền đấy mà nhìn thấy có người đấy mà mình vẫn gì ạ, mình vẫn chạy ra mình giật rồi mình chạy mất, thì đấy là những người xấu, đúng không ạ? Còn 60% là những người là gì ạ, có cơ hội thì mình sẽ làm điều xấu, còn không có cơ hội thì sao, thì thôi. Ví dụ như là có những cô gái thì làm sao ạ, là bị hãm hiếp, cô gái bị hãm hiếp, thế thì đến lúc mà vào đồn công an thì sao ạ? Nên các anh công an nhìn các anh công an còn nhỏ nước dãi thế sao ạ, ăn mặc rất là sexy, rất váy ngắn sexy thiếu vải, xong lại đi là gì ạ, đi đi bóng đêm, đi chơi đêm, lại đi lúc là gì ạ, trời vắng, lại đi một mình, lại đi bộ ở những cái con phố vắng, những con phố rất là ít người đấy, mặc thiếu vải sexy mà lại đi đi vào chỗ vắng, thế thì là sao ạ, là mình tạo cơ hội để cho người ta làm việc xấu. Thế chính mình là gì ạ, mình là người người gây hại, mình là người gây họa, mình là gây tội ác cho người khác, đáng ra người ta không xấu đâu đấy, đáng ra người ta cũng là cái người bình thường, nhưng mà chính mình đã là gì ạ, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, cho nên là gì ạ, mình đã gì ạ, gây cho người ta một cái gọi là cái hành động nó bị sai đó, người ta không có ý định đâu, nhưng vì mình, đúng không ạ? Đấy, tức là mình đã tạo ra những cái gì ạ, những cái yếu tố thuận lợi để cho là người ta gì ạ, người ta phụ bạc mình, người ta làm hại mình đó. Cho nên thay vì mình tránh những cái sai lầm thì gì ạ, mình sẽ tìm ra giải pháp. Ví dụ mình vẫn phải đi con đường đó, mình vẫn phải đi ở cái thời điểm đó, thì làm sao ạ, thì mình mặc thật kín vào, mình đi cùng với cả những cái người khác, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ, hoặc là mình đi nhưng mà mình đi với tốc độ khác, mình đi nhanh hơn, đừng có đi chậm, đừng đi bộ, mình đi ô tô hoặc mình đi xe máy đấy, hoặc là đi đi sớm hơn, đúng không? Có rất nhiều cách đó, thay vì mình tránh thì mình hãy gì ạ, đối mặt với nó đấy, thì đấy là cái cách để mà chúng ta gì ạ, trở nên thành công, đúng không ạ? Rồi cuộc sống của bạn ra sao ấy thì thực tế là gì ạ, nó chỉ đơn giản nó đang phản ánh cái thái độ của bạn mà thôi. Nếu mà chúng ta ấy đang chưa có tiền, nếu mà chúng ta đang chưa có hạnh phúc, nếu mà chúng ta đang chưa có giỏi giang, nếu mà chúng ta đang chưa có gì ạ, những gì mà chúng ta mong muốn ấy, thì đơn giản nó là gì ạ, nó đang phản ánh những cái gì mà nó đang diễn ra ở bên trong của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì những cái thứ bên trong nó sẽ quyết định cái bên ngoài, cái thứ bên dưới thì quyết định cái bên trên. Anh chị em thấy trong cái tảng băng trôi ấy, những cái gì ạ, 80% bên dưới ấy, cái khối lượng ở bên dưới ấy, cái thể tích ở bên dưới ấy, nó quyết định cái độ nổi ở bên trên đấy. Ở bên trên nó nổi bao nhiêu ấy, thì được quyết định được mà gì ạ, cái độ nổi ở bên dưới. Bên dưới mà bé thì bên trên không thể to được, đúng không ạ? Bên trong mà ít ấy, thì bên ngoài không thể nhiều được, đúng không ạ? Bên trong mà ít kiến thức, bên trong mà thái độ mà gì ạ, mà lồi lõm, thái độ mà kém ấy, thì bên ngoài không thể nào mà gì ạ, mà kiếm được nhiều tiền, mà không thể nào mà thành công, không thể hạnh phúc được, đúng không ạ? Cho nên cuộc sống của chúng ta đang có ấy, thì nó xứng đáng với những gì mà chúng ta đang có đó, đang có ở bên trong. Cho nên để mà có những thứ ở bên ngoài thì việc đầu tiên nó là thay đổi thái độ, nhưng không chỉ là thay đổi thái độ là không, thái độ nó là một quá trình, một quy trình, cho nên thay đổi thái độ nó thay đổi một thời gian dài và liên tục thay đổi chứ không phải là một lần. Thái độ chứ không phải năng khiếu của bạn, không phải là tài năng của bạn sẽ định nghĩa cái con người của bạn. Con người của bạn là người tốt, người xấu, con người của bạn là người thành công hay là không thành công thì chính là thái độ chứ không phải là tài năng hay là năng khiếu. Có rất nhiều người rất là giỏi, nghĩa là tôi là giỏi, tôi vỗ ngực là tôi là giỏi, và khi tôi giỏi ấy, thì tôi không chịu học hỏi nữa, tôi không chịu cố gắng nữa. À, mình giỏi mà cần gì phải cố. Cho nên là gì ạ, là mình sẽ định nghĩa bản thân mình không phải là một người tài giỏi mà một người ham học hỏi, không phải là một người gọi là thiên tài bẩm sinh đấy, cái người mà gọi là thần đồng từ bé đã giỏi, giỏi một cách rất tự nhiên. Nhưng cuối cùng những người giỏi tự nhiên đó nó làm sao ạ? Họ coi thường người khác, họ kiêu ngạo, họ không chịu học hỏi, cho nên dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Họ vẫn thất bại như thường. Có rất nhiều người như vậy. Và không có ai thực sự là thất bại cả.
nếu như họ cố gắng hết sức. Nếu họ cố gắng hết sức thì luôn luôn có hai kết quả. Một, đó là thành công thì chúng ta sẽ có đạt được cái mục tiêu của mình. Nếu mà thất bại thì chúng ta sẽ có một cái bài học để thay đổi cái tư duy, thay đổi cái thái độ của mình. Ok không ạ? Và dù sớm hay muộn thôi, những người chiến thắng cuối cùng đều là những người nghĩ rằng họ có thể. Có rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Và tất nhiên rồi, những người bỏ cuộc thì không thể là những người chiến thắng. Và những người chiến thắng thì luôn luôn là những người họ nghĩ rằng họ có thể chiến thắng. Họ nghĩ rằng họ có thể làm được. Giống như Huy đã từng đạt được cái huy chương 42 km. Và nếu mà Huy nghĩ rằng Huy không thể thì chắc chắn là Huy sẽ không thể. Nhưng Huy luôn luôn tin rằng mình có thể làm được. Với năng lực, với tư duy, với thái độ của mình, mình tin rằng mình có thể làm được. Có thể làm được. Và cái điều làm được đó nó rất là có ý nghĩa với mình, rất là quan trọng với mình. Cho nên Huy đã cố gắng nỗ lực ở trong cái hành trình, cái cuộc đua đó. Được không ạ? Và nếu bạn thực sự muốn thì bạn sẽ tìm ra cách. Còn nếu bạn không muốn thì bạn sẽ tìm ra lý do. Và mọi lý do thì sẽ gì ạ? Sẽ đều rất hợp lý. Nếu mà Huy thực sự muốn chạy được 42 km thì Huy sẽ tìm ra cách để chạy. Nhưng nếu mà mình không muốn thì mình sẽ tìm ra rất nhiều lý do. Cái ngày hôm đó khi mà Huy chạy 42 km ấy, thì khi đó trước khi chạy ấy, thì Huy đã bị chấn thương rồi. Chân của Huy đã bị đau rồi. Và Huy có rất nhiều lý do để mà mình không tham gia, rất nhiều lý do để mình không hoàn thành, để mình có thể bỏ cuộc. Bởi vì chân đau, bởi vì lưng đau, bởi vì cơ thể thì thừa cân, không đủ sức khỏe, bởi vì không tập luyện đầy đủ, bởi vì trang thiết bị của mình cũng không đầy đủ. Cho nên mình có rất nhiều lý do. Và mình đã vượt qua được cái bản thân mình. Tức là cái lần mà chạy nhiều nhất của mình lúc đó mới là 21 cây. Và khi mà đến cái đoạn 21 cây ấy, thì mình đã hài lòng rồi. Và vượt qua được cái gì ạ? Vượt qua được cái kỷ lục trước đây của mình rồi. Và mình hoàn toàn có thể dừng lại. Nhưng Huy thực sự muốn chinh phục bản thân mình. Huy thực sự muốn chinh phục cái gì ạ? Cái giải đấu đấy. Huy thực sự muốn truyền cảm hứng cho mọi người. Cho nên là gì ạ? Huy đã tìm ra cách để chạy 42 km. Và thực sự Huy đã chạy được. Đấy. Còn nếu như mà Huy nói về những lý do ấy, thì tất cả những lý do nó đều rất hợp lý. Lý do để chúng ta không dậy buổi sáng để chúng ta học tập. Những cái người không dậy để mà học tập thì làm sao ạ? Nó đều rất hợp lý, đúng không ạ? Còn những người mà dậy thì bởi vì sao ạ? Họ thực sự mong muốn. Họ thực sự mong muốn thành công. Họ thực sự mong muốn hạnh phúc. Thực sự mong muốn giàu có. Thì hãy comment xuống. Nếu anh chị em thực sự mong muốn thành công, hạnh phúc, giàu có, hãy comment xuống là gì ạ? Tôi muốn, được không ạ? Hãy comment xuống là tôi muốn, tôi thực sự muốn điều này. Và khi bạn thực sự muốn thì bạn sẽ tìm ra cách để bạn đạt được cái điều đó. Đừng lý do nữa, đừng tìm lý do nữa. Chúng ta là tỷ phú lý do rồi, đúng không ạ? Rất giỏi trong việc tìm lý do, nhưng mà lại không giỏi trong việc mà gì ạ? Xây dựng các mối quan hệ. Hoặc không giỏi trong việc mà gì ạ? Là kiên trì. Không giỏi trong việc mà kiếm tiền. Không giỏi trong việc là tạo ra một hệ thống kinh doanh mà giúp chúng ta có thể thành công. Vì vậy, chúng ta muốn thành công, anh chị em hãy thay đổi. Hãy thay đổi. Đó là không lý do nữa. Cho nên là Huy hay thường nói chuyện với cả đội nhóm của mình ấy. Huy có đội nhóm kinh doanh. Và Huy nói chuyện đội nhóm của Huy ấy, đó là gì ạ? Đừng lý do nữa. Bất kể khi nào anh chị em nó đưa lý do tại vì em thế này, tại vì em thế kia, Huy ngay tức Huy gạt đi. Tất cả lý do của bạn đều hợp lý. Tất cả lý do của bạn đều được thông cảm. Tuy nhiên, những hình phạt vẫn là gì ạ? Vẫn phải thực hiện. Rất nhiều người nói rằng là em xin phép đi muộn, em đến muộn. Đến muộn vẫn phạt bình thường. Bởi nếu mà có quy định, nếu có quy định đến muộn là phạt, thì bởi vì em tắc đường, bởi vì là gì ạ? Em phải đưa con đi học, bởi vì em phải dậy sớm tập thể dục, em phải học tập buổi sáng, em phải nhà em có việc ABC. Ok,
tất cả lý do đều hợp lý cho nên không cần phải lý do nữa. Tất cả lý do đều được chấp nhận cho nên không cần phải cố gắng nghĩ lý do nữa. Bởi vì sao? Mình cứ cố gắng nghĩ ra những cái lý do ấy thì mình làm sao? Mình rèn luyện một cái thói quen, đó là thói quen là gì ạ? Thói quen nghĩ cái lý do. Và mỗi lần mình nghĩ lý do mình rất là mệt, chứ không phải đơn giản đâu. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Huy nói rằng ok, anh chấp nhận tất cả lý do của em, tất cả lý do của em đều anh đều đồng ý, anh đều chấp nhận. Nhưng đi muộn phạt là vẫn phạt. Thế lần sau ạ? Lần sau anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Lần sau không lý do nữa và cũng gì ạ? Cũng không đi muộn nữa. Không đi muộn thì đỡ phải lý do, mà nếu mà đi muộn thì sao ạ? Thế là gì? Cứ vui vẻ để mà gì ạ? Để mà gieo hạt thôi. Ví dụ như là mình xác định là đi muộn thì sẽ gieo hạt là 10.000, 20.000 gì đó, hoặc là 100.000 gì đó. Thì cứ đi muộn thì cứ vui vẻ gieo hạt thôi. Không cần phải lý do là tại vì xe em hỏng rồi, thùng xăm rồi, em phải thế này kia. Kể một câu chuyện rất là ly kỳ là tại sao mà em đến muộn. Không cần thiết, đúng không ạ? Mình cũng chẳng cần hỏi lý do nữa. Chỉ biết là gì ạ? Họ đến sớm và đến muộn. Đến sớm thì không sao cả, đến muộn thì gieo hạt, gì ạ? Nộp phạt. Thế thôi. Ok không ạ? Và sau đó làm việc tiếp. Và mình cũng gì ạ? Mình cũng vui vẻ. Mình cũng chẳng tại sao em đến muộn? Tại sao hôm nay đến muộn thế? Bắt đầu nó là gì ạ? Nó kể một câu chuyện rất là lâm ly bi đát. Đúng không anh chị em? Cho nên là gì ạ? Tuyệt đối không hỏi cái câu hỏi đấy nữa. Không hỏi là tại sao lại làm như thế? Tại sao lại làm thế này? Tại sao lại làm thế kia? Không. Bây giờ một, nếu mà em làm như này thì làm sao ạ? Sửa nó đi, sửa cho nó đúng. Em biết thế nào là đúng, đúng không? Biết kết quả đúng là như nào, đúng không? Nếu biết kết quả đúng thì hãy sửa đi, đúng không ạ? Sửa đến khi nào đúng thì thôi. Nếu mà sửa mà chưa đúng thì tiếp tục sửa tiếp. Còn nếu mà sửa mãi mà vẫn không đúng thì tức là gì ạ? Là năng lực họ kém, đúng không ạ? Năng lực họ kém thì việc của mình là gì ạ? Là đào tạo họ. Đào tạo họ mà họ không chịu học, thái độ lồi lõm thì làm sao ạ? Thì sa thải họ. Thế thôi. Không mất công và đau đầu đi tìm lý do làm gì. Ok không ạ? Ok, thì đấy là toàn bộ cái phần chia sẻ của Huy vào sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã lắng nghe cái phần chia sẻ này. Hy vọng rằng cái bài chia sẻ này thì giúp anh chị em chúng ta có thêm cho mình một cái tư duy, một cái kiến thức, hoặc là một cái suy nghĩ nào đó để giúp chúng ta thay đổi cái thái độ của mình, và từ đó sẽ thay đổi cuộc đời và giúp cho chúng ta có một cái cuộc đời đáng sống hơn, một cuộc đời thành công hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, giàu có hơn, tự do hơn. Ok không ạ?